Hello, xin chào các bác, chào các bác đến kênh Điều đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay tôi gặp cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm Seiko Precept và sự thiết kế theo hơi hướng là vintage cổ điển. Đây là một chiếc thuộc dòng sản phẩm Style 60 của thương hiệu Seiko. À, nếu anh em đang thích phong cách thiết kế vintage nhưng mà lại không ưa những cái bộ máy cũ của thương hiệu Seiko những năm 60 thì anh em lựa chọn những phiên bản tái bản như này chúng ta chơi thì có thể đảm bảo về cái chất lượng độ mới, chất lượng bộ máy tốt hơn với bộ máy 4R57, của máy cao cấp nhất của thương hiệu máy 4R đến từ nhà Seiko. À, một chiếc đồng hồ thiết kế với tông mặt màu ghi rất là đẹp, bắt mắt và đây là một dòng sản phẩm cực kỳ hiếm ở trên thị trường. À, thời điểm hiện tại thì hàng mới, em biết cái dòng sản phẩm này thì hầu như là không có hàng mới đâu bác nhé. bác mua chỉ có thể là mua hàng qua sử dụng mà thôi. À, chiếc hàng này em bác thì có độ mới cũng khá là ổn và khi mà anh em đeo lên tay rất là thoải mái, à, không phải quá lăn tăn với độ mới của chiếc đồng hồ này. À, trước khi đến cơm trước đồ trong video ngày hôm nay sẽ mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi nhớ đăng ký kênh ở phía dưới video ấn quả chuông bên cạnh để khi anh em em ta bây giờ giao đồng hồ mới thì youtube sẽ thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào bên cung cấp nhé không mất nhiều thời gian anh em nữa chúng ta kỹ hơn với chiếc seiko một sri 211 trong video đồng hồ ngày hôm nay Chiếc Seiko Precept Style 60 hôm nay thưa bác là một chiếc với mã sản phẩm là Sari 211, một chiếc hàng à, phiên bản nhật nội địa với cái tông màu được làm với màu ghi cũng khá là đẹp. À, màu ghi thì anh em sẽ thấy nó khá là ít xuất hiện ở trên chiếc đồng hồ thuộc dòng sản phẩm Seiko Precept các bác nhé. Thì thường nó sẽ là cái màu đen, trắng, vàng, xanh thì sẽ nhiều hơn nhưng mà cái chiếc đồng hồ kiểu màu ghi như này rất ít khi xuất hiện. À, nổi bật trên mặt số chúng ta sẽ có một cái vòng tròn thì sắp đồ lịch ngày màu trắng, nhìn rất là đẹp. Tuần vỏ dây làm hoàn toàn chất lượng thép không kỳ 36L. Chúng ta sẽ có bộ dây thép đúc 3 mắt, khóa thép đúc và đáy sau hở máy giúp anh em quan sát được chuyển động của máy bên trong. À, dòng sản phẩm này thì có thiết kế nhìn nó rất là cổ điển nhẹ nhàng với cái vòng ăn à, cái vòng benzo bên ngoài chưa phút như này anh em có thể sử dụng để đếm cái chức năng đếm giờ hoạt động anh em đó à, tông màu ghi thì nó cũng mang đến cái nét khá là cổ điển nhẹ nhàng đấy màu sắc đẹp dễ đeo À, tiếp theo nữa thì chiếc này khi mà cầm trên tay thì cảm giác về trọng lượng của em nó ở mức cũng khá là vừa phải thôi không quá nặng tay Nó cho nên là khi mà anh em đeo đồng hồ khá là thoải mái khi mà chúng ta sử dụng cổ tay như là viết lách hay là gõ máy à, thiết kế đẹp nó nhìn rất là bắt mắt thực sự là những chiếc đồng hồ của những năm phong cách tay 60 những ngày xưa uh, Seiko họ thiết kế rất đẹp đến thời điểm hiện tại khi mà nhìn vào chúng ta nhìn vẫn rất là nịnh mắt hoàn thiện tốt đây là một chiếc đến từ thương hiệu Seiko Presage, cho nên về độ hoàn thiện thì rất ổn áp các chi tiết thể thị rất là sắc nét thân vỏ bên ngoài làm rất là mềm đẹp đánh phơi sức phơi bóng rất là tuyệt vời à, chiếc này chúng ta thì sẽ sửa sai mặt của em nó lên quanh khoảng 40,8 mm và độ dài mặt số của em này nó sẽ được tầm khoảng gần 14 đó cho nên mà đeo đẹp chiếc này thì anh em đây có chu vi của tay khoảng tầm từ 16 cm thì anh em sẽ đeo rất là đẹp nó tay khoảng tầm 16,5 đến khoảng 17,5 là chu vi của tay lý tưởng nhất để anh em đeo chiếc hôm này đẹp thực sự các bác nhé thời điểm tại trên thị trường thì chiếc này thì rất ít rồi hôm nay bên em có một chiếc về phụ các bác với mức giá cũng rất là tốt chỉ loanh quanh khoảng 7 triệu 800 000 đồng thôi mức giá cực kỳ dễ chịu cho bác Đấy, 7 triệu 8 thì ra store này anh em không thể mua được máy 457 đâu máy 457 thì thường thì nó sẽ loanh quanh với mức giá phải tầm 15 16 triệu cho một chiếc uh, Seiko sử dụng máy 457 này à, đến kia mới thiết kế phần mặt số thì chúng ta sẽ thấy là mặt số của em này sẽ sử dụng cái tông mặt màu ghi xám rất là đẹp và đặc biệt đó cái màu ghi này thì thực sự nó cũng có một chút nó khá là cổ điển nhẹ nhàng những cái thông tin hiển thị thì với bộ máy 4 năm bảy chúng ta sẽ có chức năng lịch ngày góc 6 giờ này một cái sắc đồ màu trắng rất là bật trên nền mặt màu ghi và chức năng power shop báo năng lượng sự cót sẽ được làm mình vòng cung Đấy, kéo dài từ góc 11 giờ xuống đến góc 4 giờ giờ tích có tối đa của bộ máy này nó sẽ là 42 tiếng và anh em lấy kim xăng chỉ ở đây thì nó sẽ còn khoảng gần 40 giờ tích cót nữa Đấy. Được khoảng 35 tiếng à, vài ngàn phút thì xe cô họ sẽ làm vào ngoài cùng và cái tông màu để vài ngàn này thì nó sẽ là tông màu trắng sữa tông màu cũng rất là nhẹ nhàng và đây chúng ta sẽ có cái chứa rất tỉ mỉ cho anh em dễ dàng giờ à, chiếc này cũng sẽ được trang bị giả quang đầy đủ kim giờ phút và các các cặp số anh em về thoải mái theo dõi giờ trong điều kiện thiếu ánh sáng cặp số được làm dạng vạch đó rất là nhẹ nhàng thôi đơn giản và số góc 12 giờ chúng ta cũng phải đôi các số lại có phải đôi bình thường thì cặp số sẽ làm một thép không gỉ gắn nổi trên mặt số và sẽ có giả dạ quang ở đây Đấy. À, tiếp theo nữa thì bộ kim hiển thị trước này nó sẽ có tổng cộng là 5 kim. Cái kim là nhất ở góc 6 giờ là kim đỉnh ngay, kim dây thanh mảnh trôi một mà này, kim giờ cái phút làm dạng là kim dolphin, kim giờ có một cái kim màu trắng ở đây. Chúng ta sẽ là kim kim xăng báo năng lượng dự trữ cốt của đồng hồ anh em nhé. Kính ngày này thì sẽ là một kính hắt lách cong vòm nổi cao hơn hẳn so với phần mặt số bên dưới và chúng ta sẽ thấy là với kính hắt lách thì khả năng chịu lực và đập và chống sốc của em nó là cực kỳ tốt Tuy nhiên về vấn đề chống xước thì em nó chưa thể bằng kính sapphire. Thì anh em lưu ý giữ gìn một chút trong quá trình sử dụng chúng ta dùng để tránh để cho mặt kính tiếp xúc các bề mặt sắc cạnh. À, hoặc là nếu anh em dùng mà bị xước nhiều thì khoảng tầm 2 đến 3 năm là anh em bị xước nhiều kính thì chúng ta sẽ có thể thay kính trắng sapphire cũng được, không vấn đề gì cả. À, niềng benzo bên ngoài này chúng ta cũng sẽ được làm màu ghi và ở đây chúng ta sẽ có cái niềng benzo đếm phút được đánh số từ 10 cho đến 60 này anh em nhé Đấy, đánh số các cọc này Đó. À, thân vỏ bên ngoài chúng ta sẽ được làm với dạng càng à, uh, hơi cũng hơi cao vào một chút thiết kế khá là quen thuộc dòng Seiko Presage cả bên dưới đánh phía trước cạnh bên này chúng ta sẽ đánh bóng toàn bộ càng hơi cao vào đeo sẽ ôm tay hơn đúng chỉnh có logo chữ S rất là quen thuộc của dòng sản phẩm Seiko Presage này Đấy, bộ dây đi kèm là dây ba mắt được làm từ chất liệu thép không gỉ đúc đặc và dây này mang cái cảm giác khỏe khoắn nam tính Đấy. chắc chắn đeo lên tay nhìn rất là chắc khỏe Khóa là một cái khóa thép đúc dài dặn và chắc chắn một cái option rất ít khi xuất hiện trên những bộ máy 4R các bác nhá và đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái khóa đang còn rất là mới đây bên này chúng ta có logo Seiko dập chim bên này dây tương tự này về độ mới cũng còn khá là ổn à, độ mới tổng thể trước đồng hồ này thì em đánh giá nó sẽ còn khoảng tầm 95 96 hơi tiếc một chút là em này thì sẽ không có hộp đựng để khi các bác mua thì em sẽ có một hộp đựng nhỏ nhỏ nữa để các bác có thể uh, cất đồng hồ trong quá trình không sử dụng nó an toàn hơn Và cái kính này mặt kính này thì nó còn mới nguyên không bị xước các bác nhá ở cái đường benzo rồi bên ngoài này thì nó sẽ có một cái vài chấm vết xước nhỏ thôi khá là nhỏ ở chỗ này anh em nhìn thấy chỗ góc số 30 này chúng ta sẽ có một cái vài vết chấm bị xước màu đây Đấy, còn lại nền benzo rất là ổn. Bên này chỗ này cũng gần có một cái nữa. Đấy, còn càng bên trên này. Độ mới thân vỏ thì rất là tuyệt vời. Con này độ mới phân vỏ rất là cao đấy. Thì có nhìn benzo nó có một vài cái chấm nhỏ ở đây. Đó, phần càng này. Độ mới rất tốt các bác nhé. Càng bên cạnh này. Đấy. Chỗ này có một cái chấm nhỏ ở đây. Bộ dây thì độ mới phần dây này cũng rất là ổn đây anh em như thấy này, dây cũng có một vài phần sức phải lông mèo nhẹ thôi không bị uh, cấn cân móc không bị sức to toàn bộ thân vỏ của độ mới còn rất là tuyệt vời Đấy, khóa này Đấy. khi mà mua chiếc đồng này thì anh em không quá lẫn tâm về độ mới đâu độ mới con này còn dùng được khoảng thêm ba bốn năm nữa không vấn đề gì cả Đấy, anh em mua một chiếc hàng new full box về sử dụng khoảng vài ba tháng thì nó cũng sẽ ra như thế này thôi ở đây chúng ta sẽ có được là cái size mặt của em này nó rơi vào tầm khoảng 40,8 mm tại khoảng gần 41 cứ cho là 41 đi À, độ dài mặt số của em này thì nó sẽ khoảng tầm 14 đấy lắc, -lắc chiếc này thì nó sẽ cũng hơi dài một chút 48,5 thì với thông số kích thước này thì em đã khuyên anh em là nên có chung việc tay khoảng tầm từ 16 cm trở lên còn nếu mà tay anh em dưới 16 ví dụ tay của em là 15.8 này đây khi mà em đeo thì chiếc đồng hồ này thì anh em nhận thấy là nếu mà cố gắng đeo thì em cũng có thể đeo được chiếc đồng hồ này trên tay và cũng khá là đẹp đấy tuy nhiên tay 16 sẽ đẹp hơn và mắt thừa đủ cho chiếc đồng hồ này khoảng đủ tay mình khoảng 17,5 anh em nhé đấy rất là ổn áp đấy đeo lên tay rất là tuyệt vời à, chiếc này thì cái tông màu nó khá là nhẹ nhàng cổ điển cho nên rất là thoải mái để đeo thôi từ người trẻ trung của lớn tuổi chúng ta đều có thể đeo chiếc đồng hồ này rất là thoải mái chỉ lưu ý một chút về chu vi của tay thôi đấy mặt sau đồng hồ chúng ta thiết kế đáy hở máy cho anh em quan sát chuyển động máy bên trong thì trên con vang này anh em sẽ có logo Seiko à, một cái điểm lưu ý với anh em ở thời điểm tại thì những bộ máy 4R đến từ thương hiệu Seiko thì nó sẽ có cân vang được thiết kế là màu vàng như này nó thông tin hiển thị sẽ là màu đen bộ máy 4 57A 29 chân kính tần số độ 24 600 thì có 42 giờ máy thao được Seiko sản xuất và ráp hoàn toàn tại Nhật ở bên ngoài là chúng ta có logo Seiko mức trung đức ở này 53 tương đương 5m thân vỏ làm thép công kỳ. ở đây chúng ta sẽ có được là mã máy mã phần cây spec trung ương nam tim tích chống từ bây Japan, sản xuất và ráp tại Nhật những cái thông tin thì rất là quan thuộc của bộ máy 4 57 À, máy 4057 thì sẽ đầy đủ chức năng từ lấy có tự động, lấy có bằng tay, sừng kim dây chỉnh giờ, rồi khả năng chống sốc, chống nhiệt và chống từ rất là tốt. Anh em thấy là chức năng anti magnetic nó ghi ở phần này máy. À, bộ máy lấy có tay thì anh em sẽ để nguyên núm chỉnh và vặn ngược chỉ kim đồng hồ lên. Thì chúng ta thấy nó sẽ chạy lên cái cót cái kim xăng nó chạy lên này. Chỉnh giờ thì anh em sẽ mở cái đúng nó ra hai nấc. Kim dây nó sẽ dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Đồng hồ có lịch ngày, anh em vặn góc 12 giờ lịch ngày không nhảy thì đang giờ buổi chiều. Chỗ đây em đang để mức khoảng 5 giờ chiều nhá. Đóng lại kim dài chạy bình thường. Và chỉnh lịch ngày anh em mở núm đa một nấc Bạn xui theo chữ kim đồng hồ chúng ta sẽ chỉnh được lịch ngày Sau chỉnh giờ lịch ngày sau thì anh em nhớ đóng núm lại kiểm tra cẩn thận tránh và núm nước vào. Mức trong nước của dòng sản phẩm này là 50m Một mức trong nước cũng khá là ổn với một chiếc red Các động thường ngày của em đi mưa, rửa tay, rửa xe rất thoải mái Lưu ý là không mang thôi chúng ta đi bơi, tắm, tắm lạnh và tắm sông hơi Vước giá bán 7 triệu 800 000 đồng Nếu anh em mà thích chiều này có thể liên hàng với lại bên em thông qua số điện thoại em để phía trên màn hình Hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ hết dưới phần mô tả của video Khi anh em gọi điện hoặc nhắn tin em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc đồng hồ này nhé Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi video này của bên em Xin chào và hẹn lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo